Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình để góp nhận 10 đô token NFTX nha bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần click vào link mô tả dưới video mà tên Touch Support. Rồi các bạn lướt cấp trai đi tiếp các bạn. C2 RB CZ như cho bot này. Rồi, các bạn nhớ continue nha các bạn. Sorry các bạn. Cái bot này phản hồi hơi chậm nha các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join vào kênh group nè. Rồi, bạn chat câu đi các bạn. Verify. Các bạn chờ chút xíu các bạn. Các bạn chat câu đấy nó chết mình không phải là cái máy thôi, tiếp tục follow từ Twitter nữa nè. Giờ retweet bot trên tờ Twitter nó thì các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè, các bạn tweet lên nè các bạn. Sau đó các bạn bật up lên nè. Tiếp tục follow minimum nè. Trên minimum thì bạn follow nha các bạn. Rồi bạn bắt đắp lên, xuống đây bạn vô tay nó cái luôn đi các bạn. Rồi tiếp tục bạn join vào Reddit. Trên Reddit thì bạn bấm join community nè, bạn like nó cái luôn các bạn. Rồi bạn đắp lên, tiếp tục bấm vào submit tên. Rồi bắt đắp bạn hồi hơi chậm chút nha các bạn. Rồi, nó hơi có join vào kênh gấp không mà bấm don nha các bạn. Tiếp tục các bạn submit đường link profile tờ Twitter mình thì bạn mở tờ Twitter mình ra nè các bạn. Quay cho bạn avatar nhé, thêm một hồ sơ nè, nhấp ba cánh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết gửi lại cho bot nè. Tiếp tục các bạn submit đường link profile minimum thì bạn nhấp vào minimum nè các bạn. Trên minimum thì bạn nhấp vào ba chữ gạch đen đen nè các bạn. Minimum nó quá khá là chậm luôn. Rồi các bạn nhấp vào avatar mình, nhấp vào avatar mình cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè các bạn. Các bạn sao chép liên kết đường link profile minimum mình nha các bạn. Rồi các bạn dán vào đây nữa. Để cho bot tiếp tục công việc của mình là chờ thôi các bạn. Chờ đợi là hạnh phúc. Rồi tiếp tục thì các bạn submit đường link profile Reddit thì bạn nhấp vào Reddit nè, nhấp vào đây nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cạnh cùng nè. Nhấp vào anh avatar của mình nè. Nhấp vào ba cạnh cùng nè. Các bạn copy đường link Reddit mình nha các bạn. Gọi là cho bot nè. Những con bot đơ đơ thế này kiểu là khá là ngon nha các bạn. Nó bị uống. Con bot này bị uống thuốc ngủ rồi các bạn ơi. Các bạn chờ khoảng 30 giây đến 1 phút nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ với BNB sở Margin Bet 20 trên YouTube Wallet của tất cả các bạn. Rồi công việc của mình tiếp tục là chờ đợi. Rồi đây là tài khoản mình là bạn bấm vào Complex nha các bạn. Để verify tài khoản các bạn. Thông tin get it, địa chỉ ví này nọ đâu nào cập nhật trong đây nè. Trong khi chờ đợi thì bạn nào chưa làm dự án múc swap thì vào làm luôn các bạn. Dự án này khá là ngon đó các bạn. Hiện tại nó trong chương trình bán hàng VSEL thì các bạn sẽ nhận, bạn nào mà có nhận được tất cả múc này thì chờ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 nó sẽ mở khóa cho các bạn nha bạn. Để các bạn bán cho các bạn. Rồi, các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè người thân để kiếm tôi cần nha các bạn. Thì video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.